Hiện Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động năm 2012. Trong đó đáng chú ý lần sửa đổi này là đề xuất tăng giờ làm thêm đối với người lao động lên không quá 600 giờ một năm, gấp đôi so với quy định hiện hành. Tuy nhiên, đề xuất này đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ phía cộng đồng doanh nghiệp và người lao động. Dù đang trong thời gian nuôi con nhỏ, nhưng những công nhân như chị Nguyễn Thị Dâng đều mong muốn được đi làm tăng ca. Mặc dù biết là vất vả, không có thời gian nghỉ ngơi, nhưng với đồng lương eo hẹp, rất nhiều công nhân đã chấp nhận làm thêm giờ để cải thiện thu nhập, trang trải cuộc sống. Ở đây thì nói chung là lương, nếu không đi Âu thì lương sẽ thấp, mà tiền ăn rồi tiền thuê nhà rồi bây giờ có cả con nhỏ nữa thì sữa cho con thì chắc là không. Tôi thì rất muốn là đi làm thêm để có kiếm thêm thu nhập. Điều 106 của Bộ Luật Lao động hiện hành quy định số giờ làm thêm tối đa của người lao động là không quá 30 giờ một tháng và không quá 200 giờ một năm. Trường hợp đặc biệt không quá 300 giờ. Lý giải về đề xuất nâng thời gian làm thêm lên không quá 600 giờ một năm, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết xuất phát từ đề xuất của phần lớn các doanh nghiệp. Bởi việc khống chế giờ làm thêm đã khiến cho các đơn hàng bị chậm trễ, khó đáp ứng được tiến độ của các đối tác nước ngoài. Tăng cái thời gian làm thêm giờ của Bộ Lao động và dù nghiên cứu theo cái hướng nào đi chăng nữa, nhưng mà chúng tôi mong rằng là chúng ta không nghiên cứu theo cái hướng là chỉ một số ngành nghề nhất định thì mới được tăng cái thời gian làm thêm giờ, bởi vì rằng là mô hình chung tất cả các ngành sản xuất, các ngành dịch vụ thì đều có cái tính chất quan trọng như nhau. Nếu như ngành dịch vụ dành cho xuất khẩu phải cung cấp cho đơn hàng nước ngoài thì cái ngành dịch vụ hoặc là cái ngành sản xuất trong nước cũng vẫn phải đáp ứng cái nhu cầu của người tiêu dùng, cho nên là nó luôn luôn các hàng sản xuất nó mang tính chất mùa vụ. Có nghĩa rằng là một thời điểm nào đó thì chúng ta cần cái huy động năng lao động làm việc rất là nhiều để đảm bảo cái tiến độ xuất hàng cho khách hàng. Nhìn ra các nước, hiện các doanh nghiệp Indonesia cho phép người lao động làm thêm tới 728 giờ một năm, Hàn Quốc là 624 giờ một năm, Trung Quốc là 423 giờ một năm. Nhưng cộng cả giờ làm chính thức và giờ làm thêm tối đa theo quy định thì quỹ thời gian làm việc của người lao động những nước này đều thấp hơn so với Việt Nam. Do đó, thực chất thời gian làm việc của lao động Việt Nam đang ở mức cao trong khu vực. Song nghịch lý là người lao động trong nước lại đang rơi vào thế lưỡng nan, bởi không làm thêm thì họ sẽ không có thu nhập. Cái thời gian làm thêm thì nó sẽ nhiều, nó sẽ mang lại nguồn thu nhập cho mỗi một cá nhân của công nhân nhỉ. Mình có công việc thì sẽ có nguồn thu nhập cao hơn. Cũng có thể chép dẹp để tăng, nhưng mà tăng với mức độ cũng phải hết sức hạn chế. Và thứ hai là khi tăng ca đó thì người lao động cũng phải được hưởng lợi. Vì vậy thì Tổng Liên đoàn đang đề xuất có mấy cái phương án. Cái thứ nhất là chúng tôi có thể cải tiến là chúng ta bỏ cái giới hạn làm thêm giờ theo tháng. Hiện nay pháp luật quy định là không quá 30 giờ trong một tháng. Thì chúng tôi nghĩ rằng là nếu chúng ta chỉ bỏ giới hạn giờ trong tháng mà chỉ quy định giới hạn giờ trong ngày và trong năm thì có thể giải quyết được cái việc mà doanh nghiệp họ giải quyết làm thêm trong một số cái mùa vụ, trong một số tháng. Thực tế, nâng giờ làm thêm sẽ giải quyết được những áp lực mà doanh nghiệp gặp phải đến từ quá trình hội nhập để nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Song tăng giờ làm thêm cũng phải tính toán sao cho hợp lý để đảm bảo yếu tố sức khỏe của người lao động, tránh được những nguy cơ tai nạn lao động khi tăng ca. 25% và có mức tăng trưởng tuyệt đối trong một năm, 2 triệu lượt, cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, khách đến từ Đông Bắc Á, Tây Âu có sự tăng trưởng mạnh. Theo nhận định của ngành du lịch, kết quả này có đóng góp từ việc chính phủ kéo dài miễn visa cho 5 nước Tây Âu.